Xin kính chào quý khán giả đến với chương trình Nhìn ra thế giới của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, dù mới chỉ lên nắm quyền được hơn một tháng, nhưng Thủ tướng Anh Liz Truss mới đây đã phải sa thải Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và từ bỏ một số nội dung quan trọng trong chiến lược kinh tế gây tranh cãi trong nỗ lực giữ ghế Thủ tướng. Điều đáng nói, đây là lần quay xe thứ hai của bà Truss trong tháng này đối với một chính sách trọng điểm. Trước đó vào ngày 3 tháng 10, chính phủ của bà Liz Truss cũng đã phải rút lại kế hoạch xóa bỏ thuế suất đối với các khoản thu nhập cao nhất, chỉ hơn một tuần sau khi kế hoạch được công bố. Nguyên nhân là vì các chủ trương này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trong đảng bảo thủ cầm quyền và gây hỗn loạn trên thị trường tài chính. Bà Liz Truss nhậm chức thủ tướng vào ngày 6 tháng 9, nhưng sự ủng hộ bà trong nội các Anh đã giảm nhanh chóng sau chưa đầy 40 ngày. Sóng gió bắt đầu với kế hoạch cắt giảm thuế bà đưa ra khi vận động tranh cử và bắt tay thực hiện sau khi nhậm chức. Kế hoạch này trị giá 45 tỷ bảng, giảm thuế cho cả những người có thu nhập cao nhất, gây ra một cuộc khủng hoảng niềm tin của người dân và chính phủ. Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính đã đưa ra một thông điệp tồi tệ về cắt giảm thuế cho những người giàu nhất trong xã hội, trong khi từ chối gia tăng phúc lợi xã hội bắt kịp tốc độ lạm phát. Họ đã mất cơ hội để tạo ấn tượng tích cực đầu tiên. Ngay lập tức, đồng bảng Anh mất hơn 3% giá trị, rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1971. Ngân hàng Trung ương Anh đã buộc phải can thiệp và quyết định chi khẩn cấp 65 tỷ bảng mua lại trái phiếu chính phủ dài hạn để bình ổn thị trường, ngăn chặn khủng hoảng kinh tế lan rộng. Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu thị trường tài chính sau 3 tuần đầy bất ổn, ngày 14 tháng 10, Thủ tướng Liz Truss sa thải Bộ trưởng Tài chính Kwarteng và loại bỏ các phần trong gói ngân sách ngắn hạn gây tranh cãi như đóng băng mức thuế doanh nghiệp. Gói ngân sách ngắn hạn đã đi xa hơn và nhanh hơn những gì thị trường mong đợi. Vì vậy, việc cần làm ngay lúc này là phải thay đổi và hành động để trấn an thị trường. Do đó, tôi đã quyết định giữ nguyên việc tăng thuế doanh nghiệp đã được chính phủ tiền nhiệm lên kế hoạch. Tôi đã hành động dứt khoát ngày hôm nay vì ưu tiên của tôi là đảm bảo sự ổn định kinh tế của đất nước. Với tư cách là thủ tướng, tôi sẽ luôn hành động vì lợi ích quốc gia. Để thay thế ông Kwarteng, bà Truss bổ nhiệm ông Jeremy Hunt, cựu Bộ trưởng Y tế và Ngoại giao. Ông Hunt là Bộ trưởng Tài chính thứ tư của Anh trong 4 tháng qua, khi hàng triệu người dân đang chật vật với khủng hoảng giá tiêu dùng. Tuy nhiên, nỗ lực cứu vãn của bà Liz Truss dường như không đủ để xoa dịu thị trường, mà ngược lại, có thể khiến các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp, nước Anh cần khẩn cấp một chiến lược kinh tế và công nghiệp dài hạn, đáng tin cậy để thúc đẩy đầu tư, thay vì tiếp tục chạy ngoằn ngoèo từ chính sách này sang chính sách khác. Trong khi đó, tiến sĩ Stephen Markep, Viện Nghiên cứu về Tăng trưởng và Kinh tế Bền vững Ideas, Đại học Birmingham City cho rằng việc quay xe chóng vánh các chính sách có thể làm giảm bớt những lời chỉ trích đối với các kế hoạch gây tranh cãi của bà Liz Truss, nhưng sẽ chỉ làm tăng sự chỉ trích về năng lực chính trị của bà. Giờ đây chỉ có một phép màu mới có thể cứu bà ấy và đặc biệt hơn là đảng của bà tại cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Nghị viện Anh có thể sẽ chứng kiến sự hỗn loạn trong vài tuần tới. Điều này sẽ càng làm giảm uy tín của Anh với tư cách một quốc gia ổn định. Bất ổn tài chính liên quan đến các chính sách điều hành kinh tế của Thủ tướng Liz Truss trong thời gian vừa qua đã khiến uy tín của bà và đảng bảo thủ giảm mạnh. Bà không chỉ bị công đảng đối lập chỉ trích nặng nề mà còn gây chia rẽ ngay cả trong nội bộ đảng bảo thủ. Từ khi Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu năm 2016, ba thủ tướng đã ra đi. Và bà Liz Truss có nguy cơ trở thành người thứ tư nếu không tìm được cách cắt giảm chi tiêu công và tăng thuế để xoa dịu các nhà đầu tư. Chính phủ và vị tân bộ trưởng tài chính mà bà vừa bổ nhiệm sẽ chỉ có 2 tuần để quyết định làm thế nào để lấp đầy một lỗ đen lên tới hàng chục tỷ bảng Anh trong ngân sách tài chính công. Ngay sau khi được bổ nhiệm, tân bộ trưởng tài chính Anh Jeremy Hunt đã thừa nhận chính phủ của Thủ tướng Liz Truss mắc sai lầm, đồng thời cam kết sẽ sửa đổi chính sách tài chính công với chủ trương tăng thuế và kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công. Không một chính phủ nào có thể kiểm soát thị trường. Điều duy nhất mà những nhà quản lý và hoạch định chính sách có thể làm là tính toán khoản thuế và cân đối kế hoạch chi tiêu. Với cam kết này, ông Jeremy Hunt đã tiến hành đảo ngược hầu hết các biện pháp thuế được đề ra trong kế hoạch ngân sách của người tiền nhiệm Rishi Sunak. Theo đó, thuế doanh nghiệp sẽ tăng từ 19% lên 25%, trong khi kế hoạch giảm 1% thuế thu nhập vào tháng 4 sẽ bị hoãn. Vào thời điểm mà thị trường đang yêu cầu cam kết tài chính công bền vững, thì vay nợ để bù đắp cho việc giảm thuế là không phù hợp. Vì vậy, tôi đã quyết định rằng thuế suất cơ bản của thuế thu nhập sẽ duy trì ở mức 20%,
và quy định này sẽ có hiệu lực cho đến khi tình hình kinh tế cho phép cắt giảm. Cùng với quyết định không cắt giảm thuế doanh nghiệp và khôi phục mức thuế thu nhập dành cho người giàu, các biện pháp mà tôi đã công bố hôm nay sẽ huy động được khoảng 32 tỷ bảng Anh mỗi năm. Ông Hàn cũng cho biết thêm, Bộ Tài chính sẽ đánh giá lại hóa đơn năng lượng từ tháng 4 vừa qua nhằm bảo đảm gói hỗ trợ hóa đơn năng lượng với tổng giá trị 150 tỷ bảng được thực hiện đúng mục tiêu. Gói hỗ trợ này bao gồm việc hỗ trợ hóa đơn năng lượng cho các doanh nghiệp trong 6 tháng trị giá 29 tỷ bảng và hỗ trợ 2 năm cho các hộ gia đình trị giá 120 tỷ bảng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng dù cố gắng sửa đổi nhưng thời gian 2 tuần là quá ngắn để chính phủ của Thủ tướng Liz Truss chạy nước rút và mang lại một kết quả rõ ràng. Ngay cả trong nội bộ đảng bảo thủ cũng biết Thủ tướng không thể sửa chữa mớ hỗn độn mà bà ấy đã tạo ra. Các nghị sĩ của bà ấy biết một điều khác rằng họ không còn sự tín nhiệm từ người dân Anh. Hiện tại bà Truss được cho là chỉ có cơ may lãnh đạo nước Anh tùy vào phản ứng của thị trường trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Anh ngừng can thiệp khẩn cấp để ổn định giá trái phiếu dài hạn và bảo vệ quỹ lương hưu. Số phận của Thủ tướng giờ đây nằm trong tay thị trường. Dù có còn là Thủ tướng hay không, toàn bộ chương trình nghị sự của bà Truss và khả năng theo đuổi các chương trình nghị sự này thực sự nằm ngoài khả năng của bà ấy. Theo tờ Guardian, các nghị sĩ cấp cao của đảng bảo thủ Anh hiện đã lên kế hoạch thay thế Thủ tướng Liz Truss sau những động thái bất ổn gần đây. Trong đó một số người đã công khai kêu gọi bà từ chức. Việc thay thế Thủ tướng Anh dường như chỉ còn là vấn đề thời gian, đặc biệt nếu các cuộc thăm dò tiếp theo cho thấy đảng bảo thủ tụt lại phía sau công đảng hơn 30 điểm, tình huống sẽ dẫn đến chiến thắng cho phe đối lập. Cựu lãnh đạo đảng bảo thủ William Hager nhận định, vị trí thủ tướng của bà Liz Truss đang ở thế nghìn cân treo sợi tóc. Hôm 17 tháng 10, khoảng 15 đến 20 cựu bộ trưởng và nghị sĩ cấp cao khác đã được mời tham dự cuộc họp do những người ủng hộ cựu bộ trưởng tài chính Rishi Sunak, đối thủ lớn nhất của bà Truss trong cuộc đua vào ghế Thủ tướng Anh vài tuần trước đó tổ chức, nhằm lên kế hoạch về cách thức và thời điểm loại bỏ nữ chính trị gia này. Trong khi đó, theo báo Anh Sky News, có ít nhất 3 nghị sĩ của đảng bảo thủ đều công khai bày tỏ rằng bà nên từ chức. Hơn 100 nghị sĩ của đảng này đã nộp đơn bất tín nhiệm đối với bà lên Ủy ban 1922, cơ quan giám sát việc bầu lãnh đạo đảng bảo thủ. Lãnh đạo công đảng cũng cáo buộc nữ thủ tướng, mặc dù đương chức nhưng không nắm quyền, đồng thời kêu gọi bà Liz Truss phải trình diện trước Quốc hội. Hoạt động thế chấp đang gia tăng và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang ảnh hưởng hơn bao giờ hết. Chính phủ của đảng bảo thủ cầm quyền hiện là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh và tài chính của các gia đình trên khắp đất nước. Đó là lý do tại sao Thủ tướng phải trình diện trước Quốc hội để giải thích những gì bà ấy định làm. Nếu Thủ tướng không nhận câu hỏi từ các nhà báo, thì chí ít bà ấy cũng phải trả lời những câu hỏi từ các nghị sĩ đại diện cho dân chúng. Còn các đồng minh của bà Liz Truss đang cố bảo vệ Thủ tướng bằng cách thúc giục bà tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm thay vì đồng ý từ chức. Theo quy định của đảng, bà Truss được bảo vệ khỏi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong vai trò lãnh đạo trong một năm, nhưng quy tắc đó có thể được thay đổi. Lịch sử nước Anh từng ghi nhận các cựu thủ tướng như bà Theresa May và ông Boris Johnson đều đã được ông Graham Brady, Chủ tịch Ủy ban 1922 thuyết phục từ chức mà không qua cuộc bỏ phiếu nào. Theo các nhà phân tích, những sóng gió trên chính trường Anh trong 2 tuần qua cho thấy Thủ tướng Liz Truss đã không có được sự ủng hộ của các nghị sĩ trong chính đảng mà còn để mất niềm tin của nhiều cơ quan khác. Nhiều cử tri, vốn từng ủng hộ người tiền nhiệm Boris Johnson, đã mất niềm tin vào đảng bảo thủ cũng như mức độ tín nhiệm dành cho bà đối với nhiều lĩnh vực khác. Tôi nghĩ cuộc bầu cử tiếp theo sẽ diễn ra sớm hơn rất nhiều so với những gì mọi người nghĩ. Có thể sẽ có sự thay đổi. Chúng tôi sẽ ủng hộ công đảng của ông Keir Starmer. Ngoài ra, trong trường hợp nữ thủ tướng có thể vượt qua khó khăn lần này, bà Truss chắc chắn sẽ tiếp tục thực hiện những lời hứa đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử, song phải đối mặt với tình hình không mấy dễ dàng. Một cuộc thăm dò mới nhất mà công ty phân tích dữ liệu YouGov thực hiện cho báo The Times cho thấy 55% cử tri đảng bảo thủ muốn có một thủ tướng mới ở phố Downing. Các cuộc thăm dò khác cho thấy nữ thủ tướng Liz Truss là nhà lãnh đạo không được yêu thích nhất của Vương quốc Anh trong 2 thập kỷ qua, khi có đến 80% số người được hỏi trả lời không ủng hộ bà. Báo hiệu nhiệm kỳ thủ tướng của bà Truss bị lung lay. Chương trình Nhìn ra thế giới xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.